Xin chào, ngày hôm nay xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Diệu Nhi, Diệu Nhi Channel. Hôm nay sẽ cùng với mọi người khám phá ra một cái món trò chơi rất là lạ và cũng rất là dễ thương của chị Nguyên. Chị Nguyên thì cũng gần 16 nồi bánh chưng rồi, nhưng mà chị Nguyên cũng rất là thích chơi những cái trò rất là trẻ con, và bản thân Nhi thì cũng biết nó đâu nó ra nó có cái trò đó nữa. Thì hôm nay mọi người với Nhi hãy cùng khám phá nhau nha. Trời ơi, trời không tin luôn, hết hồn hết vía. Đây là một cái hộp mà chị Nguyên nói là kẹo. Wow. Giá là 95.000, không mua ở đâu không biết nữa. Mua shop Nhật á. Mua shop bán đồ Nhật á mọi người. Là kẹo, mình nặng rồi mình làm xong cái mình ăn luôn. Nhưng mà tôi nặng, tôi làm thôi, còn người ăn là bà Nguyên. Bây giờ mình sẽ cùng khui nó nha. Kể cho mọi người nghe, thích mua mấy cái đồ lạ lạ là lạ lắm, mới về quay clip đó cho mọi người xem. Mà lần trước có đi Thượng Hải, cái đi siêu thị ở Thượng Hải á, mua cái nồi hai cái hộp lẩu vậy nè, hộp lẩu tự xôi á mọi người, hộp lẩu tự xôi ở trên mạng nó rất là nhiều YouTuber quay hộp lẩu tự xôi vậy nè, quay về mình khám phá chung với mọi người cho coi sao. Đi vô sân bay bị hải quan không có cho bay đi, tại vì cái cục mà nó làm cho tự xôi nó có nguy cơ nổ. Nhưng mà chị Nguyên cũng đã đặt ở trên mạng rồi. Bây giờ là mình sẽ đây khui ra hộp nó giống gì nè. Đừng có xé xấu nha, khui ngoài chút mới cắt mấy cái này làm cái này nè. Hả? Nè, giờ tôi cắt thì được không? Ừ. Mình sẽ xé ra. Cái này là... Cái này là làm kiểu sushi. Cơm. Dễ thương ghê. Cái gì cục này đen thù lùi vậy trời? Biết rồi. Giờ tôi làm sao tôi không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Chữ tiếng Nhật không à. Nguyên ơi, tôi không biết bắt đầu từ đâu hết á. Bỏ hết đi, coi là có gì bị chở. À, đằng sau đích hộp á hả? Ừ. À, đằng sau hộp nó có hướng dẫn hết nè. Đầu tiên là cái này màu xanh biển nè đúng không? Ê, nhưng phải đổ nước vô nữa. Đổ ly nước vô hay gì á. Đúng rồi. Đường trắng. Đường trắng này mọi người. Xong rồi sau đó là gì nữa? Bỏ nước vô. Đây là để nhỏ nước phải không? Tôi thấy cái này là để nhỏ nước á. Đổ nước vô nè. Đổ xong rồi trộn lên. Đổ nước vô nó kết dính lại mọi người ơi. Nó nghe mùi chứ. Giống như là mùi xương gum á. À đó. Uống hả? Ừ. Ê, nó thành cơm rồi nè. Nó nở ra bong bong rồi mọi người. Cục cơm nó thơm giống như thơm mùi xương gum á. Nó có cái mứt ở đây nha mọi người, giống như là mình nấu mì tôm á. Cái mứt. Mình đổ... Cái này hả? Đổ vô. Nó là màu trắng nhưng mà tự nhiên khi đổ vô đây cái nó đổ thành màu vàng. Cũng là màu trắng luôn mà tự nhiên khi gặp nước nó đổi thành màu hồng mọi người. Màu hồng là gì vậy? Màu hồng là gì vậy? À là cá ngừ. Cá ngừ gì cắn. Trộn lên. Xếp lại cái đầu. Cái màu nhau. Lạc lạc không ngọt. Ở đây nó ghi màu xanh này là A hay là B. Thì mình sẽ A thì đổ vô A, B đổ vô B. Nó cũng có cái mực nước mà trong đây nè. Giống như mì tôm nó cũng có cái vạch đó. Đổ vô cái vạch nước này. Rồi xong.
Mình cũng đổ vô bê luôn nha, sẵn đang ở đây. Tất cả đều là đường trắng hết, giờ nó biến thành màu gì vậy? Màu xanh dương. Hay quá vậy ta. Này thì nghe mùi siro. Đây là B nè, màu cam. Cái màu cam này thì bột đường nó màu cam hơn một xíu. Còn nãy giờ cái màu kia đó toàn là trắng 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 không à. Mình sẽ ngoại màu cam. Mọi người biết màu cam này là gì không? Màu cam này là mình làm hình trứng cá hồi á. Bây giờ mình sẽ làm trứng cá hồi nha. Mình sẽ làm trứng cá hồi. Mình sẽ hút cái nước cá hồi bên đây. Mở đây. Như thiệt vậy đó cả nhà ơi. Màu nâu này hả? Màu nâu có biết là gì không? Cái gì vậy? Ông biển hả? Chả biết là gì. Ừ. Nó sắc nó lại luôn. Nước tương hả? Phải không? Nước tương á. Dễ thương không? Okay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nặng nha. Để này qua một bên. Đây là miếng kẹo như nước sét vậy đó. Sẽ làm thành rong bỉ. Cái làm rồi. Okay. Thôi. Mọi người coi nè. Cái xốp này ăn được không bà? Kẹo mà. Nó là kẹo. Chua chua. Ít thôi đi làm được nhiều. Nhiên thử đó. Từ nha, ăn thử nước tương coi nó có mùi gì. Ê, chịt nước tương nữa chứ. Cũng kẹo. Mùi xương gâm. Không, bây giờ chụp cái này trước đi. Xong rồi mình chém nước tương ăn nữa. Rồi 1, 2, ta khép răng lại. Rồi, giả bộ cầm một miếng lên hả. Ừ, miếng đó đi. 1, 2. Giống chơi đồ hàng quá. Cá hồi á, nó sực sực luôn. Hay quá ha. Ừ, trứng cá hồi á. Mà nó ngọt hay nó làm sao? Không ngọt lắm, lợ lợ. Trong biển thì có vị chua chua. Kẹo chua chua. Thích không? Cái cơm thì bẩm bẩm. Nó có rất là nhiều, nó có nhiều lắm. Giống kẹo đủ mùi đủ vị. Nó có nhiều nhưng loại. Mà không bị ngọt. Nó có nhiều loại là bánh. Quá ngộ rồi. Nhà quê. Đi dạy bữa làm chơi tiếp không? Nhiều lắm, có nhiều loại dễ thương lắm. Như vậy là xong rồi. Với ba mọi người đã theo dõi video của Nhi, đừng quên subscribe kênh YouTube của Nhi nha. Và cả Instagram và fanpage của Nhi nữa. Hy vọng là Nhi, chị Nguyên sẽ mua được nhiều đồ chơi hơn để quay clip cho mọi người xem. Bye bye.